Hi, hello các bạn, lại là mình đây, Đức Lân Bông. Chào mừng các bạn đến với channel của mình ha. Thì hiện tại đang là một cái góc nuôi cá ngoài trời của mình nha mọi người. Thì hôm nay cùng mình đi cho cá ăn buổi chiều nha mọi người. Giờ này thì cũng tầm 5 giờ chiều mọi người. Mà cái chỗ mình nó nắng quá mọi người ơi. Thì hôm nay cùng mình cho cá ăn chung chỉ, cũng như là mình sẽ cùng mình chọn cá giống nha mọi người. Chọn cá để làm giống như thế nào là hợp lý nha mọi người. Thì hiện tại là mình chỉ có coi ghét y á mọi người. Thì cái cách chọn cá giống coi ghét y của mình á, thì mình thường thường chọn cá như thế nào để sinh sản á, thì mình sẽ nói cụ thể trong video này ha. Với lại coi ghét y thì cũng có nhiều phân khúc anh em, thì mình cũng sẽ nói về những cái phân khúc đấy để cho anh em hiểu rõ hơn, và cũng có thể chọn những cái chất lượng như là phân khúc để anh em có thể chơi vui vẻ đẹp mà đời cá con nó vẫn ok nha mọi người. Let's go. Ở đây hiện tại mình đang có hai phân khúc này mọi người. Đấy, thì đây mình chuẩn bị thả ra hồ lớn mọi người. Mình cũng đang phân vân mọi người, không biết là nên thả ra hồ lớn không, hay là mình sẽ thả mô ly ở hồ đây nha mọi người. Cái hồ siêu to hổm, trước mình làm có 50.000 đó mọi người, chưa tới 50.000 đó, cái tăng bạc như thế này mọi người. Thì hiện tại mình thấy nước cũng khá là ok mọi người. Và đây cũng là một cái công cụ mà mình kiểu để thùng nước cá mọi người đó. Thì dù là nguồn nước giống nhau nhưng mà mỗi khi rời hồ á mọi người, thì chúng ta cũng cần phải cho nó quen với lại thích nghi một chút thôi mọi người ha. Đây là một cái cách mà kiểu mình muốn đảm bảo cái sự chắc chắn đó, mọi người đó. Giờ thì cùng mình đi kiếm đồ ăn cho cá nha. Thì hôm nay mình sẽ cho cá ăn trùng chỉ mọi người đó. Mọi người thấy trùng chỉ đã không, cục trùng mà nó rất là tươi luôn mọi người. Giờ mình sẽ lấy một cái thố mọi người, mình lấy một cái thố, mình sẽ lấy trùng chỉ cho cá ăn nha mọi người. Đây cục trùng nè, mọi người nhìn thấy đã không? Thì trùng đây mình đã chử nha mọi người đó. Nói chung là trùng mà mình đã chử nó nhả sạch đó mọi người, thì mọi người có thể cho cá ăn vô tư nha mọi người. Thì tùy vào cái lượng cá của mọi người mà mọi người sẽ cho ăn nhiều hay ít ha. Dấu hiệu của trùng khỉ nè mọi người, đó là nó sẽ bu đám bám lại từng cục vậy nè, ở dưới là sẽ không có đất luôn nha mọi người. Nếu mà anh em có thời gian á, thì lâu lâu anh em cứ lật cái cục trùng lại nha, để cho nó kiểu đỡ ngợp á anh em. Đấy rồi, giờ thì cùng mình cho cá ăn nha. Thì dạo này á mọi người, mình thường cho cá ăn trùng chỉ á, mình sẽ xài thêm cái chai bắt cộng này nè mọi người. Đây là một cái loại men vi sinh nha mọi người, kiểu tiêu hóa đây nè, ở trên đây nó có nè, rất nhiều xịt trực tiếp thức ăn này mọi người, không biết mọi người thấy không đó. Nói chung là cái này giúp cho cái mình, nói chung là mình kiểu mình xử lý cái con trùng á mọi người đó, mình xử lý cái con trùng cá nó ăn nó sẽ tiêu hóa tốt hơn nha mọi người. Tại vì hổm rậy á mọi người, mình cũng cảm thấy là mấy con cá nó kiểu nó hơi phải nói sao ta, nó kiểu hơi hơi tiêu hóa không tốt á mọi người. Nói chung là mình nuôi mình cảm giác nó như vậy á mọi người, nên mình đã đầu tư thêm một chai bắt cộng mọi người, để cho cá nó có thể hấp thụ thức ăn tốt hơn mọi người ha. Đấy thì đây là mình có một con cá nó mới đĩa nè mọi người, là nó trong hồ đây, mình đang cho thả ở trong đó mọi người, mình chuẩn bị ấy. Còn đây đây là mấy hồ cá giống của mình nè mọi người. Thì đối với cái dòng coi ghét kia mọi người, những cái con cá mà kiểu anh em mà chơi để làm giống mà để muốn nó lên tai ok mọi người, cái tai nó đỏ gì nè đấy, thì anh em nên chọn những cái con cá giống mà nó sẽ full như thế này ha mọi người ha, kiểu như là full lưng á. Còn cụ thể hơn thì mình có soạn sẵn ra đây, mình sẽ quay cho anh em xem nha. Đây anh em có thể thấy không, đây là những cái con coi ZI nó full lưng luôn mọi người, là anh em có thể chọn chơi để làm giống ha. Đấy bên đây cũng vậy ha mọi người ha, có anh em có thể kiểu những cái cặp cá này á, anh em làm giống thì cái đời con nó lên tay rất là cao. Đây là cái phân khúc kiểu tầm trung đi, sẽ gọi là tầm trung hơn mọi người ha. Thì nếu mà anh em chơi muốn nó đẹp
muốn chơi đĩa ra đời con nó ok á, thì nên chọn những con cá như thế này. Nếu có điều kiện hơn thì anh em sẽ chọn những con cá mà nó kiểu full đỏ luôn nha mọi người, full đỏ luôn. Thì vừa nói vừa kiếm cá quay cho anh em ha, những cái con full đỏ luôn, nó sẽ full đỏ nhiều. Đây để mình dắt đại đại cho anh em xem. Và ví dụ như con đây nè, nó nhỏ thôi, nó chưa đạt size sinh sản nha mọi người, đó anh em thấy không, nhưng mà nó đỏ hết người rồi anh em thấy không. Thì những cái con này thì giá trị nó cao, trong phí coi rét chi bình thường thôi mọi người, thì cái giá trị cái con này nó rất là cao ha. Đó thì anh em mua mua mà chọn giống ha, những cái con này thì cái tỷ lệ đời con đó, nó lên full hai tay bơi thì rất là cao nha mọi người. Đó cái đó là chọn giống ưu tiên về làm giống anh em ha, ưu tiên để kiểu đời con nó lên chất lượng. Còn còn cái phân khúc đây, cái đó là phân khúc tầm cao, còn cái phân khúc tầm trung thì anh em chọn những cái con như vậy thôi là được rồi nè, nó full lân đỏ bụng thôi là mình thấy cũng ok rồi mọi người, cũng đâu cần gì đâu. Đây nó kiểu như vậy ha, đó nó chỉ cần full cái lân trước, cái lân của nó mọi người là full đỏ rồi, nó đỏ bụng như vậy thôi là anh em cũng có thể làm giống rồi mọi người. Đó thì cái giá trị này nó cũng sẽ kiểu là cao hơn anh em ha. Đấy thì ở đây mình có soạn sẵn rồi mọi người, mình để mình quay video cho anh em xem á. Còn đối với những anh em chơi thả thủy sinh cũng như là muốn có một cái dòng cá đẹp nhưng mà giá thành nó rẻ thì anh em có thể chọn cái phân khúc này là coi rất gì nha mọi người. Anh em thấy không, đây là cái dòng coi rất gì là nó sẽ full hai tay bơi, nhưng mà cái size đây anh em có thể thấy nè, nó rất là to luôn đó. Thì cái size đây là nhiều anh em hỏi mình có cá mang bầu không đồ, hay là cá nó mang giờ nó có đĩa quá, thì thật sự mình xin chia sẻ với anh em là cá mà mang bầu thì mình sẽ không ship nha, tại vì cái tỷ lệ cá mang bầu á mà ship đi xa thì cái xác suất nó đăng suất rất là cao mọi người, nên những đây là những cái con cá mà anh em thích cá mự nè, giờ dép để cho nó đĩa liền nè ha, thì mình cũng có si cái loại này, nhưng mà loại đây là nó full hai tay bơi luôn đó anh em thấy không, rất là đẹp luôn, nó sẽ full hai tay bơi và cái size nó sẽ to như thế này ha. Thì cái này giá nó sẽ cao hơn cái combo mà hôm nay mình chia sẻ cho anh em á đó. Đó anh em cứ xem kỹ nha, xem kỹ cái size trên cái tay mình nè là anh em sẽ thấy sự khác biệt thôi à. Cái này thì mình đang si là 50k một cặp nha anh em. Đó đối với những anh em mà thích cái con cá nó to hơn một tí nè, đó thì anh em có thể tham khảo ha, 50k cho một đôi như thế này ha, combo 5 đôi là 200 nha mọi người, rất là rẻ luôn, với lại một cái size cá mà nó bự như thế này ha nha, đó rất là rẻ luôn. Còn cái combo mà dạng tại vì mình chia nhiều phân khúc lắm mọi người, đó combo 50k này, combo 30k là nó sẽ là những cái con cá mà nó nhú á mọi người. Đây mình có cây vợt để mình vớt luôn cho anh em xem đó. Còn 150k cho 5 cặp á thì nó sẽ là những cái con cá như thế này nha mọi người ha. Đấy anh em thấy không, nó sẽ chớm cái tay bơi lên thôi mọi người đó, anh em thấy không, đó nó sẽ lên 50% tay như thế ha. Đó thì mình có nhiều phân khúc lắm nha. Đó thì đối với những cái chất lượng cá như thế này mọi người, anh em nuôi một thời đó, đối với những con cá như thế này anh em mua về cho thủy sinh hoặc là để làm giống cũng rất là ok, nhưng mà cái tỷ lệ lên tay nó sẽ khó hơn, nhưng mà anh em nuôi tốt một thời gian đó, nó cũng có thể leo hơn mọi người ha, tại vì cái size này nó size cứng rồi mọi người, size nó size cối luôn rồi đấy, rất là đẹp luôn, dành cho anh em size to ha. Còn anh em mua cát giờ thì nó vẫn kiểu dễ thùng nước hơn nha mọi người đó. Thì để giờ mình chỉ cho cá ăn trùng này mọi người đó. Thì giờ mình ngâm cái bắt động nó cũng thấm rồi nè mọi người, thì mình sẵn mình quay cho anh em xem luôn ha. Đây là cái dầu cá giống của mình nè, thì đa số cá giống của mình đó mọi người, thì đa số nó sẽ full full lông nha mọi người, nó
chủ yếu là nó phun lân là chủ yếu, với lại cũng có một số là nó phun tay thôi mọi người. Nhưng mà nuôi được thời gian, nếu anh em nào theo dõi của mình lâu á thì có thể biết cái dèo cá giống này họ hỏi hồi đợt đó, nó chỉ là lân sâu thôi nha, nhưng mà mình nuôi tới cái size sinh sản này á thì nó cũng leo lên được phun lân này nhé, rất là đẹp luôn. Nói chung là phun rồi, phun phun là đẹp luôn mọi người, phun là mê liền luôn mọi người. Đây là cá to, đây cũng vậy, cá to đó. Thì tùy theo cái nhu cầu của anh em mà anh em có thể lựa chọn kiểu những cái dòng cá, những cái con cá với lại cái phân khúc nó phù hợp với mình ha, chứ cũng đâu có cần thiết kiểu như là mình phải mua cái con cá mắc tiền đâu nha, cái đó thật sự là không cần thiết nha. Cái này là cái nước men quy sinh rồi mọi người, thì mình sẽ chăm vô từng hồ luôn đấy, cho nó khỉ con cá mọi người, nó là men thôi mà nó rất là ok. Thì trồng kỹ rồi sau khi mình xử lý như vậy mọi người thì mình cho cá ăn cảm thấy đảm bảo hơn nha, nó sẽ tiêu hóa nhanh hơn mọi người. Đây thì mình có cá tô, cá mô ly với mọi người. Đấy, thì phía bên đây mình cũng có ít mô ly nè, mô ly mà mình thường quay cho anh em xem á. Thì giờ mình cho cái bọn bên đây ăn rồi mình đi mình quay mình nói tiếp về cá giống coi rất gì ha anh em ha. Thấy bà uống luôn đã lắm này. Bạn lại cùng rồi đó, cho em còn phía bên đây thì nó sẽ bu lại rồi mọi người. Đây cũng vậy nè, đây mình có cái rổ đựng trùng này mọi người. Ở anh em mà có cái rổ đây thì cứ bỏ trùng vô rổ thôi, nó ăn từ từ đó mọi người. Đây đi sẵn quay cá ăn, chia sẻ anh em về cái cách chọn coi rất đi làm giống ha. Đối với mình chọn sao thì mình chia sẻ anh em vậy thôi mọi người, không kỳ hết trơn á, để anh em có thể hiểu rõ hơn, cũng như là không cần phải cá mắc tiền mà để cá nó đẹp ha. Anh em có thể chọn những cái con cá tơ với cái combo mà nhúng tay á mọi người đó. Thì những cái combo đó anh em chịu khó bỏ thời gian ra chăm thì cũng có thể lên full tay lên sâu rồi này nọ. Còn anh em xài cối xài to, thích xài cối nè xài to thì anh em có thể chọn phân khúc cao hơn tí, nó hơn 20k, nó hơn có 10k mọi người. Cái kia thì 30k một cặp, mà cái size cỡ này thì có 40k và 55 cặp nha, 5 cặp 200 nha mọi người. Đó đối với cái size là cà bá vậy luôn nè, rất là to luôn anh em thấy không. Cá này thì anh em chắc chắn luôn, mình chắc chắn một điều là khi mà nhận cá anh em sẽ không chê vào đâu được hết anh em, tại vì cá nó rất là to luôn, to lắm. Đây là cá tôm đó, đó cá tôm mà nhú nhú vậy nè thì có 30.000 nha mọi người. Nhưng mà anh em cũng có thể mua giờ để làm giống, nuôi có thể lên tay. Còn anh em muốn giờ muốn sinh sản liền thì chọn sai đây ha. Còn muốn chơi là kiểu lâu dài, muốn bộ game nó ổn ổn tí thì anh em có thể lựa chọn những con cá phun lông như thế này. Đây phun lông là sai cũng sai cối sai, đây là giò là đĩa luôn. Thường thường á là cá mình để lọc ra rồi mình giữ những cái cá thể nào mọi người mà kiểu nó trội nhất ha thì mình sẽ đỡ lại làm giống thôi. Đó, anh em thấy đã không? Nó bu lại nó ăn được trùng nhìn sướng mắt lắm mọi người. Đây là cái nước nó màu xanh là do tảo mọi người. Cái này đây là nó cũng bữa nó mới bị bệnh xong rồi mọi người, mình cũng vừa mới trị xong rồi mọi người. Còn đây cũng là một gieo cá giống rồi mọi người,
gieo cá giống của mình à, với cái hồ siêu to luôn, cái hồ phải chưa là siêu to luôn, anh em thấy không? Là cái lòng đĩa rồi, cái dầu tào bá luôn, để mình lọng nó lại đó. Đấy, anh em thấy chưa, cá giống của mình hoàn toàn là kiểu như là nó sẽ phun lên toàn bộ nha đó, để mình làm ra được những cái cặp cá nó chất lượng nhất có thể để có thể xì với anh em. Ngày này mình mới cho nó ăn có thử sáng rồi mọi người. Đấy. Đó, thì anh em có thể chọn được như kiểu như thế ha mọi người ha. Đó, cái ngay đây đây mọi người có cái gỗ trùng à, nó chạy tùm lum hết rồi đó, anh em thấy không? Cái này phía bên ánh sáng nó vô mọi người, đang quay con cá nó đẹp ghê luôn á, con cá cái màu nó đã mọi người, nói chung là mình chỉ biết dùng một từ đã thôi, để màu nó tươi đó. Rồi coi giờ rồi ăn sẽ bu lại nè, điện thoại mình không có chống nước mọi người, chứ không sao mình quay xuống đây cho anh em xem đó. Anh em thấy đã không, coi nó bù lại ở dưới á mọi người, nó đang bù lại ở dưới nó ăn nha. Tuyệt vời đúng không mọi người ha, rất là đẹp luôn. Thì đây là những con cá to nè, mọi người xem cá to của mình nè, mà nó nhú tay hết rồi, em thấy không, nó nhú tay lên hết rồi, có chút xíu thôi nha. Đó, có những con nó vẫn nhích đầu rồi mọi người, thì những con này mình xỉ loại không có nuôi, mà giờ thì đã đang ở chung á, mình cũng chưa có lọc thôi, nó vẫn có xỉ có tỷ lệ nhích đầu này chứ không thể là hoàn hảo, nhưng mà bù lại đa số là nó xỉ lên tai hết vậy. Đấy. Rồi phía ở phía trong đây nè mọi người, mình có bà cá đang bầu này. Mình đang có bà cá bầu ở chà bá luôn, ở chưa đĩa cho mình mọi người. Còn ở đây thì mình có bảy cá con luôn, mình thấy không, nó được trơn nhiều lắm nha em thấy không. Đó. Còn đây là một bà cá mái nè, là bả đĩa nè, bà này bả đĩa cho mình nè mọi người. Giờ mình sẽ cho bả vô vô lại trong cái lồng của bả, lúc mà mình tách ra mọi người. Đấy, thì giờ mình sẽ cho vô lại để cho nó tiếp tục cho sinh sản lứa sau ha. Rồi và tiếp tục bên đây anh nha, đây cũng là một dèo cá giống nè, nó bắt đầu bây giờ là cái sai đây là nó sinh sản cho mình rồi nè mọi người. Hình như là mình có xem là mình thấy ngoài đây có các con luôn rồi nè, có anh em thấy không? Đó. Đấy. Thì cái hồ đây nó cũng khá là rộng nên mình để cái lồng á, rồi có gì nó đĩa các con ra ngoài đây luôn, rồi sau đó mình sẽ dắt các con đi nha mọi người, chứ mình để trong đó là kiểu nó sẽ không phát triển được lắm mọi người, kiểu nó không có ấy. Mình vớt ra một cái khay nhỏ hơn hay là hay một cái thùng khác thì mình cho ăn nó sẽ dễ hơn mọi người ha. Đó, cái bài đây nè anh em mà theo dõi mình thì nó cũng hồi đó nó cũng như vậy thôi mọi người, cái lưng nó sâu nó full tay bơi thôi, nhưng mà giờ mình nuôi trong này nè, rồi mình cứ cho ăn đều đặn thôi, nó sinh nó đĩa gì đó. Mà cái bài đây là cái lứa này lứa đầu tiên nha mọi người, đó thì bắt đầu nó sẽ kéo lên full lưng hết, bắt đầu nó sẽ kéo nè, lưng sâu rồi full lưng tùm lum hết, mọi người thấy body đã không, nếu mà nói chung là cá giống mọi người nó phải như vậy thì mình mới nó mới dĩ được nhiều cho mình. Đây cũng là một dèo cá giống à. Đó thì anh em sẽ thấy mình chọn cá giống anh em thì nó cũng kiểu vậy thôi, chủ yếu là phun lưng thôi đấy, và phun lưng thì mình nếu mà phun lưng sai cố với mọi người thì là 150, còn nói chung phun lưng là 150 cho mọi người. Đó, anh em nào cần cá làm giống thì có thể liên hệ mình ha, người thấy to này cá giống mình luôn đó, thì có sao thì mình quay vậy. Còn
Phía trên đây thì mình có mấy bà mua ly nè mọi người. Mua ly hả má, mình xin cho khách hết rồi, mình gửi lại có 4-5 con không mọi người. Đó, mọi người thấy nó trắng rồi chưa? Chắc là đã luôn. Mà mấy con mua ly này kiểu mình thấy nó hơi nhát nhát mọi người. Đó, cho ăn mà nó toàn dưới vậy không à. Phía bên này nó na được trùng luôn. Còn mấy bà đây thì sao, mình nói cái lỗ trùng mấy bà không không được tới luôn, mấy bà mới ăn no rồi. Rồi phía bên này là cho ăn xong rồi nè mọi người, phía bên đây là cho ăn xong rồi đó. Còn đây đây thì mình quên, mình có ăn khay coi ghi bông, không có anh kia hỏi cho mình chọn ra sẵn đó mọi người, mình chọn ra sẵn rồi, anh không lấy tí nữa mình anh lý rỉ cho anh em luôn. Chỉ có 200.000 thôi mọi người, nhưng mà cá đó thì mình không bảo hành đó. Tại vì cá thanh lý đó mọi người, mình không có bảo hành, anh em thấy ưng thì anh em có thể lấy ha. Mình chỉ bảo hành một số con máy thôi, tại vì coi như là mình sẵn kèm hết. Đây là tôm ếch tinh si đây bướm á mọi người, mình cũng có nuôi thêm ngoài coi ghét gì thì mình cũng có nuôi thêm một số dòng nè, nhưng mà nó không có nhiều ha mọi người ha. Rồi qua tiếp bên đây, đây là cũng là coi rất y hơn mọi người đó. Anh em thấy chất lượng cá không? Anh em có thể nhìn và đánh giá ha. Đây là hàng cũng bị chuyển ra nè, em thấy nó lâm sâu rồi, kiểu là muốn phun lông không không đó, hàng này hàng chuyển nè. Lúc trước mà anh em mua cùng bầy á, mình cũng lấy trong bầy này ra luôn mọi người, cá nhú 50% tây rồi là mình cũng lấy ra mình chia anh em, có 30.000, 30.000 cho một cặp cá. Có nhiều anh em về nuôi nó phun tây lưng sâu rồi luôn á mọi người, đấy rất là ok luôn à. Đối với cái size này á mọi người, tới cái size này rồi đó là anh em bắt đầu cho cá ăn trùng kỹ được rồi nha. Anh em cho cá ăn trùng kỹ thì cá bung size rất là dữ luôn á anh em, nó lớn nhanh á mọi người, nó lớn nhanh, cái body nhìn đã lắm, chắc hết trơn. Phía bên đây là cái bầy cá bồn hở, mình quay anh em xem là lúc nó còn nhỏ xíu luôn, nhưng mà giờ anh em có thể thấy bắt đầu nó lên đầu hết rồi mà. Rất là đẹp đó. Đây giờ cái giống đây mình quay cho anh em xem hơi bị nhiều luôn. Vậy cũng không ngờ luôn mọi người, nó là những cái con mà nó không có được phun, nó không được phun đâu đâu, cái mình bỏ vô dầu mình lọng nó lại ha, cái mình nuôi một thời gian cái mình thấy nó phun. Hay vãi, tính ra cái bộ gen mình vẫn còn khá là ok, chơi nó cũng được, chơi làm giống anh em chơi làm giống quá đã. Đây là cái tơ, có điều kiện anh em nên cho cá ăn trùng thôi, nhiều hay ít gì cũng được anh em, có miếng trùng luôn cá nó lớn nhanh lắm, nó sẽ nhanh phát triển cái body á mọi người, cái body của nó bự. Anh em có miếng trùng vô ha, là body con cá anh em nuôi nó đĩ sai á, cho nó không có đĩ lặt vặt chút ít. Rồi còn phía đây, giờ mình tranh thủ mình cho ăn mọi người, tại vì cũng sắp tối rồi mọi người. Đó. Đây là cái cây đây là cũng tuyển chọn cá giống của mình đó. Mình cũng sẽ chuyển lại cho anh em, nói chung nhỏ nhỏ thôi nhưng mà chất lượng rất là ok đó. Chủ yếu là quay video cũng chia sẻ lại một số cái phân khúc kiểu như là để anh em hiểu rõ hơn đó mọi người đó. Để anh em có thể lựa chọn được những dòng cá, những cái kiểu phân khúc cá anh em chơi cảm thấy ok, nó vừa túi tiền nè, nó với lại nó vừa đúng cái mục đích đó. Muốn ra đời con đẹp thì anh em chịu khó thêm tí nhú đó, để có để chọn được những cái con cá tốt nhất để ra đời con.
có nhiều đây nè, mọi người thấy cá bắt đầu nhú tay hết rồi. Xài có mì lớn, xài có chút ít, giờ bắt đầu lên tay hết nè đó. À, một phần là cái giống nè, với lại nó cũng phụ thuộc khi mà các con mà nó để lên tay hay không, mọi người thì mình cảm thấy nó cũng phụ thuộc vào cái cách mọi người nuôi á ha. Thì thay nước, hút phân thay nước đều đặn nè, cho ăn thức ăn như thế nào, mình thì cho ăn từng tỉ à con, mình có làm cái video trước mọi người, mình cũng nói về cái vấn đề là mình cho ăn cái sao luôn rồi, ở đây nó để tham khảo ha. Tại vì thực chất là mình cho ăn như thế nào thì mình sẽ chia sẻ như thế mọi người. Đây là một cái ngày trái buổi nè, tại vì mình mua từng tỉ buổi chiều nên giờ mình mới cho ăn, chứ thực chất đó là mình còn cho ăn trong buổi sáng không mọi người, xong dặm lại buổi trưa. Ê, ê, ê. Con này là không được rồi, ổn 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 đi ra cho cá bể một á. Trời ơi, mình thấy nó quậy quá mà thấy nó cái nó quậy mấy cục tiền tỷ gọt ra ngoài hết trơn, nước xanh lè luôn mọi người thấy, nhưng mà cá nó vẫn kỹ là được hơn mọi người thấy, rất là đã luôn. Còn phía bên này là nó lặn luôn rồi, có bà này hổn ra nhảy ra ngoài, nó lặn xuống dưới nó ăn trùng hết luôn mọi người. Mọi người thấy không, chịu nổi không, quăng trùng vô là thấy bà lặn xuống bà ăn á, chắc sắp nò mọi người. Phía này cũng vậy à, nói là nãy giờ mình quên cho trên này ăn luôn mọi người, đây cũng là cá giống thôi. Giờ cùng mình cho cái vàng trong nhà ăn nữa là xong không mọi người ha. Đó, đi ra. Trong đây mình vàng led đó mọi người, nó bị chói chói mọi người. Trong này thì cũng là cá giống đó mọi người, của dưới thì là cá giống mọi người. Giờ cá giống mình sẽ cho ăn kiểu côn trùng cho nó kỹ với lớn đó mọi người. Đây đây cũng là cái giống này đó, ở trong đây thì quay mọi người sẽ thấy rõ hơn đó, thích và ghét mọi người ha, rất là đã luôn, rất là sung. Côn trùng là mình ngâm men vi sinh đó mọi người, mình ngâm khá lâu nên nó bị tơi hết. Mà mọi người yên tâm ha, nó vẫn còn sống á, nó chưa có chết nữa. Đang cứ cho cái ăn ha. Trên đây thì mình sẽ cập nhật lại Molly. Anh em nào mà kiểu đang tìm kiếm Molly thì cũng có thể tham khảo ha. Thì đây mọi người, mình có cái này là Molly mắt xanh đuôi tròn mọi người. Đó. Mắt xanh đuôi tròn nhưng mà kiểu mắt nó leo rất là đẹp ha, nó kiểu muốn người ta thường gọi là leo dư tơ hoặc mù á đó. Đó thì cái giá trị nó sẽ cao, nhưng mà được cái này nó chỉ là đuôi tròn thôi, rồi giá thành nó cũng khá là rẻ đấy so với lại gọi là đuôi én ha. Đó, mọi người có thể xem cái cặp mắt này, đó, mắt nó rất là ok luôn, thấy không? Trời ơi, quay bằng cái đèn led nó chói chói, anh em thông cảm ha. Còn phía bên đây là mình có cái này mắt đen mọi người, mắt đen đuôi én, mắt đen đuôi én nha mọi người. Đó, này. Đó, anh em thấy đã không? Cái con này thì nó rất là kiểu gọi là áo ăn ha mọi người. Đấy. Thì mắt đỏ mình hết rồi mọi người, chuyện mình chỉ còn mắt đen đuôi én thôi ha. Mấy bạn ăn trùng kỹ đi, mấy bạn mà ăn trùng cũng là khó lắm, tàu rất là dữ luôn, em thấy không? Thì cái hàng này nó thu cái hàng nó nói chung là kiểu mình thấy không đẹp bằng đó mọi người, không đẹp bằng cái lô trước rồi mọi người, nên cái này anh em mà cần thì có lẽ liên hệ mình ha.
thì mình thì anh em là chỉ có 60k một con nha mọi người. Đấy, cứ bắt bắt tính còn tới nha mọi người. Cái size này là mình cũng không thể nào giữ chắc chắn chống máy cho anh em được, nên chỉ bắt tính con thôi nha anh em. 60k một con. Đấy. 6 con thì 300. Đó, nói chung mua 6 con thì 300 nha mọi người. Đấy. Rất là đẹp. Rất là ok luôn. Thì cái combo, mấy cái combo này mình để mình chủ yếu mình quay cuối video để anh em nào có thể xem cũng như là cần thì có thể ấy ha. Đó. Còn cái mục đích video này của mình thì cũng chia sẻ với anh em về cái cách chọn giống cá coi rất yên ha, sao mà để cho anh em cảm thấy nó ok, nó phù hợp với anh em nhất thôi nha. Đó, còn cái combo Molly này thì mình sẽ với cuối video thêm cho anh em. Có anh em nào cần thì có thể ủng hộ mình nha. Mình lấy anh em được anh em ủng hộ thì mình cũng sẽ lấy thêm nhiều cá mới về phục vụ anh em mọi người. Đấy, giờ cái mục tiêu của mình là cũng kiểu là quay video cá anh em xem mà chia sẻ niềm vui cá cảnh. Anh em thấy mấy con này nó háo ăn, nó bào trùng như vậy quý vậy đó. Combo 6 con là 300 nha, còn anh em mua lẻ được con 60, mua 2 con là mình đã ship rồi nha mọi người. Poly Platinum song kiếm, song kiếm là đuôi én mọi người. Nếu anh em thấy người ta ghi song kiếm á, chắc ra là song kiếm thôi mọi người ha. Đó, song kiếm là cái đuôi nó hai kiếm á, mình nhiều anh em cũng gọi là đuôi én đó. Thì 60k rất là tuyệt vời, chất lượng rất ok. Mấy con này thì thôi, nó mà bào trùng thì nó số 2 là không ai số 1 đâu mọi người. Bên phía bên đây cũng vậy nè, đợi tí nữa là quay đi quay lại là mọi người sẽ thấy nó hết cục trùng liền á. Mà mấy con này mà ăn no với lại cái size nó lớn á mọi người thì nhìn rất là đã luôn á. Còn phía bên đây là mình cũng có coi ghét y làm giống nè, sẵn quay thì quay cho anh em xem hết luôn. Còn mình có bà bên này là mình bỏ hộp chụp lâu rồi, nó đang đĩa mà chưa đĩa đó. Đây là cái combo coi ghi bông này, mình thanh lý cho anh em này. Cái chung cá nó nhỏ lắm mọi người đó. Mình bên này là vừa có cá trống cá mái nè, bên này là vừa có cá mái luôn. Hôm bữa cái này là cái con của cái thằng ghi bông đợt trước mà mình thanh lý rỉa cho anh em á, cá nó bự nha. Này là bộ con của nó nè, rất là đẹp luôn á. Nói chung là để mình chắc mình quay lên cái keo cho anh em xem nha ha. Cho trên nói nhìn ghi bông mà nhìn top view thì cũng khó thấy hết á. Hỏi mà con anh hỏi mình cái hỏi mình quay video rồi anh kêu để anh chuyển khoản mình để lấy mà hôm nay mất tích rồi mọi người. Nên thôi mình lỡ cũng kiểu như mình soạn đó mọi người. Mình soạn ra rồi thì sẵn tiện đây mình cũng quay lên để thanh lý luôn. Tại vì mình làm cái dòng coi đi bông này không hạp hay sao mọi người, vui không được. Đó, kiểu kiểu như vậy. Đợi tí nha mọi người, đợi mình tí mình quay cho anh em xem nè. Nói chung rất là đẹp luôn á. Ở dưới đây đi đó anh em xem à, đã không? Thì trong đây là toàn là cá mái không á mọi người, mới bắt lên á nó bị hỏng á. Đó, mọi người thấy cái đây bơi không, bên này thì nhú rồi nè, nhú một bên là phin cam luôn nha mọi người, phin rất là đẹp luôn. Nói chung mình nuôi nó không hạp, nó leo rồi nè. Đó, con này nó cũng nhú tay bôi rồi nè. Đó, thì bao gồm anh em xem kỹ nha, mình cố gắng lấy nét cho anh em nè. Đó, có máy gen nè, máy ghi bông nè, một keo nè, mình bán hai khay luôn mọi người. Đó, hai khay, tất cả hai khay luôn là chỉ có 200 thôi nha. Bây giờ mình quất sơ lên cho anh em xem nè, tại vì nó cũng
khá là nhiều. Bên đây thì có máy ghi bông rồi chống ghen rồi, nói chung là đầy đủ cho anh em luôn á. Đây quất được sơ sơ thôi mọi người, đó để mình quay nè. Đó ở trong đây là có máy ghen nè, đó máy vớt lên phát là thấy hai máy ghi bông nhú tay vô mọi người, là anh em thấy lụm tiền nha. 200.000 mà cá to mà nó nhú tay nè, coi ghi bông nha mọi người, tại vì mình không có ấy, mình không có lèm, mình bỏ vào nó. Mọi người coi con này nè, chút ép này nha, nhỏ lắm, nó view nè, nó nhỏ xíu thôi nha mọi người, mà mọi người coi coi nó nhú rồi, nó nhú đẹp ghê không, trời ơi giờ mình bắt lên mình còn thấy nó đẹp nữa nha, nó rất là đẹp luôn. Đó thì cái cá này anh em nào lấy thì có thể liên hệ số Zalo mình ha, ở trong phòng mô tả thì hết hai thay luôn, có trống có máy luôn nè, đó có trống có máy luôn. Bên này là hết, là nó tính là cũng được 4 5 con, chắc cũng tầm 6 6 con máy ghi bông, 6 con máy ghi bông tê bê bướm đó, size nhỏ vậy thôi, hết hai cây này luôn, 200 cành nha mọi người. Đó thì nói chung là thanh lý mà mọi người, với lại cá nó nhiều, trên đây mười mấy 20 con mọi người, nên mình không có bảo hành nha, mình không có bảo hành cho anh em nào ở gần Hồ Chí Minh đó, thì có thể tham khảo qua lấy ha. Đấy, hoặc là mình ship gấp qua, chứ ship đi xa thì anh em có thể cân nhắc, mình không bảo hành. 200.000 là cái, tại vì cái giá nó quá rẻ rồi mọi người. Ngoài ra thì ở đây mình còn phun gòn, đấy, quay cho anh em xem. Phun gòn này thì mình lấy về cung cấp anh em thôi. Anh em yêu thích màu vàng á, thì thường thường mình sẽ xe phun gòn cho anh em. Mình muốn cho nó ăn trùng đều đặn luôn rồi. Thấy con ghi bông này chẳng qua mình không hạp á, mình muốn nếu mà được á mình sẽ làm một cái khay luôn rồi, mình cho nó ra khay ngoài trời luôn mình nuôi để coi thử nó có ok không, biết đâu ra ngoài trời á mình nuôi nó lại được mọi người, tại vì nuôi trong nhà mình nuôi cảm thấy nó không sao á, nói chung là mình cũng không biết á, cảm thấy mình không ưng. Hổm coi clip trước á, anh em mà xem rồi thấy bố mẹ nó đẹp lắm, nhìn ưng con mắt á. Đây cũng là cái bộ ghi bông đó nè, mà mình chưa thanh lý, cái này mình đang nuôi lên nữa nè, đây mình nuôi mà mình thấy con cá nó không đẹp đó. Bay hết anh em mà không giữ. Rồi thì video của mình chắc đến đây cũng xin kết thúc rồi mọi người ha, thì hôm nay là một một buổi chiều cuối tuần chủ nhật đấy, lên clip cò cá ăn, quay cá coi rất gì cho anh em xem, ngắm cá buổi chiều. Mình up clip đây chắc lên up lên YouTube rồi chắc tối luôn rồi mọi người. Buổi tối anh em rảnh ở nhà có thời gian coi ngắm cá chiêu chiêu với mình ha. Đặc biệt là những anh em mà yêu thích dòng cá coi rất gì đó, thì chủ yếu mình quay video toàn là coi rất gì. Rồi chắc mình cũng xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Bye bye mọi người nha. Đó, thì sẽ xin hẹn gặp lại mọi người ở video sau hè. Đó, rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người video sau. Nếu mà có nhu cầu tìm cá coi rất ghê để làm giống hoặc là chơi thủy sinh ở phân khúc 30, 40, 50.000 tới 100.000 thì có thể liên hệ Zalo của mình ở phòng mô tả nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người video sau.